Bài viết chiến dịch chống tham nhũng của người đốt lò ở Việt Nam tiếp tục thất bại trên báo Tiếng Dân cho thấy cách nhìn không đúng về cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam nói chung, về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng. Đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam không phải chỉ diễn ra trong 10 năm trở lại đây, từ khi mới thành lập nền Dân chủ Cộng hòa, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh làm chủ tịch đã chủ trương phòng chống các tệ nạn tham ô, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. Chống tham nhũng đã được Đảng, nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài. Ở vào từng thời điểm khác nhau, cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực được các phương tiện thông tin truyền thông đề cập đậm nhạt khác nhau. Đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam được chú trọng gắn liền với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng và tiếp tục gắn với việc xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự thật đúng là những nhiệm kỳ gần đây, nhờ đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng trong Đảng và trong hệ thống chính trị kể từ khi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, công tác đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực đã đạt được những kết quả không thể phủ nhận. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và chiều hướng thuyên giảm là sự thật. Những kết quả khả quan đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân, đồng thời tạo động lực và khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đảng, nhà nước và các cơ quan, ban ngành chức năng trong cả hệ thống chính trị Việt Nam đều vào cuộc, đều thực hiện nghiêm chủ trương đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đã được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận vụ án liên quan. Đến công ty Việt Á và Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đều có liên quan đến đại dịch COVID-19. Trong khi Đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị dốc lòng, dốc sức tập trung phòng chống dịch để bảo vệ cuộc sống bình an của người dân thì những cá nhân, tổ chức có liên quan nêu trên đã lạm dụng quyền lực để mưu lợi cho cá nhân và nhóm lợi ích, quy trình xử lý cán bộ vi phạm được thực hiện chặt chẽ. Quá trình xử lý được tiến hành cẩn trọng, công khai theo nguyên tắc của Đảng và các quy định của pháp luật, đảm bảo đúng người đúng tội, đảm bảo để những người vi phạm nhận ra sai phạm, tâm phục khẩu phục và sẽ khắc phục khuyết điểm, đồng thời coi đó là bài học răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo cán bộ không thể tham nhũng, không dám. Tham nhũng, không cần tham nhũng và không muốn tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực là người liêm khiết, công tâm. Đối với Tổng Bí thư, công tác đấu tranh chống tham nhũng gắn liền với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức và có tài như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn không chỉ là lương tâm, trách nhiệm của người lính đầu Đảng mà còn là sứ mệnh của đồng chí trước Tổ quốc và nhân dân. Cuối cùng, chắc chắn rằng, cùng với việc xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo hành lang chính trị, pháp lý để mọi cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên đều tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và việc mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên phòng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân quyết liệt, thì tham nhũng sẽ từng bước được ngăn chặn.